Dưới đây là một số bài học thành công từ Bill Gates. Tập trung vào việc học suốt đời, Bill Gates luôn coi việc học là một quá trình liên tục và không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng của mình. Ông luôn đọc sách và học hỏi từ những người thông thái xung quanh để duy trì sự phát triển cá nhân và sự thành công trong sự nghiệp. Tầm nhìn dài hạn và sáng tạo, Gates có tầm nhìn rộng lớn và sự sáng tạo trong việc định hình tương lai công nghệ. Ông đã dự đoán được xu hướng và tầm quan trọng của máy tính cá nhân và phần mềm, điều đó đã giúp Microsoft trở thành một công ty công nghệ hàng đầu. Tận dụng cơ hội và đổi mới, Gates luôn tìm kiếm cơ hội và không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới. Ông đã khai thác một thị trường mới với việc phát triển hệ điều hành MS-DOS và sau đó Windows và tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của Microsoft qua các sản phẩm và dịch vụ khác. Xây dựng đội ngũ và lãnh đạo xuất sắc, Gates hiểu rằng để đạt được thành công, ông cần xây dựng một đội ngũ tài năng và đảm bảo sự lãnh đạo hiệu quả. Ông đã tạo ra một môi trường làm việc độc đáo và động lực và đẩy mạnh sự phát triển cá nhân của nhân viên. Tận dụng thời gian và quản lý công việc hiệu quả, Gates rất chú trọng vào việc quản lý thời gian và ưu tiên công việc. Ông biết cách tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên công việc một cách thông minh để đạt được hiệu suất cao và đạt được mục tiêu đề ra. Đóng góp cho cộng đồng và nhân loại, Gates luôn coi việc từ thiện và đóng góp cho cộng đồng là một phần quan trọng trong cuộc sống và sự thành công. Ông đã thành lập quỹ Bill và Melinda Gates để tài trợ cho các dự án y tế, giáo dục và cải thiện điều kiện sống trên toàn cầu. Kiên nhẫn và sẵn lòng chấp nhận thất bại, mặc dù Bill Gates đã đạt được rất nhiều thành công, nhưng ông cũng đã gặp phải nhiều thất bại và khó khăn trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, ông không bỏ cuộc mà tiếp tục nỗ lực và học hỏi từ những thất bại đó. Gates tin rằng thất bại là một phần tự nhiên của sự thành công và nó cung cấp cho người ta những bài học quý giá để cải thiện và tiến xa hơn. Xây dựng mạng lưới và kỹ năng giao tiếp, Bill Gates nhận thức rõ rằng mạng lưới và quan hệ kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong sự thành công. Ông đã xây dựng một mạng lưới rộng lớn với các doanh nhân, nhà lãnh đạo và chuyên gia từ các ngành công nghiệp khác nhau. Kỹ năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy là những yếu tố quan trọng giúp ông tạo dựng sự hợp tác và thành công trong các dự án kinh doanh. Sự cam kết và tận tâm, Bill Gates luôn đặt sự cam kết và tận tâm vào công việc của mình. Ông đã làm việc vất vả và hy sinh nhiều thời gian và nỗ lực để đạt được mục tiêu đề ra. Sự cam kết này giúp ông vượt qua các thử thách và khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển công ty. Khả năng thích nghi và linh hoạt trong ngành công nghệ và doanh nghiệp, thay đổi nhanh chóng là điều không thể tránh khỏi. Bill Gates đã biết cách thích nghi với sự thay đổi và linh hoạt trong việc thích ứng với các xu hướng và công nghệ mới. Ông đã luôn theo dõi và đánh giá các xu hướng mới và điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để đảm bảo sự thành công và tồn tại trong môi trường kinh doanh thay đổi liên tục. Những bài học thành công từ Bill Gates không chỉ áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh mà còn mang tính chất tổng quát, có thể truyền cảm hứng và hướng đến nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Robotkiếmtiền.com hân hạnh tài trợ video này.